lên đây rồi. Bà cho lâu trăm tuổi. Cái màu gì mà mỗi sáng giờ bà mấy triệu ba triệu một ngày. Bà vẫn chú năm nó nấu nó buồn nhiều quá nhỉ. Cứ nói đi. Gửi thay cho cô cũng được. Xoay chữ của bà. Xoay chữ đẹp đấy. Xoay chữ đẹp đấy. Xoay chữ đẹp đấy. Xoay chữ đẹp đấy. Bác Khánh đang hỏi liệu có xoay được cái lõi bên trong của bà không? Xoay được. Xoay được. Xoay được. Xoay được. Xoay được. Xoay được. Tâm ơi. Xoay được. Rồi, để nhìn thấy rồi. Cái tông anh em hôm nay. Đúng. Có cái tâm đấy. Đúng rồi, tâm là bà này. Trầm trớn. Trầm trớn. Yeah. Bà đâu rồi? Thiện đâu rồi? Đây này là đầy đủ và tôi có ý kiến luôn này.